Chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ về vấn đề đắc chính quả viên mãn. Chúng ta phải tu luyện thế nào để mà đạt được quả vị chính quả viên mãn? Thì theo tôi thấy trong sách Chuyển Pháp Luân, sư phụ có nói các đệ tử đại pháp sau này sẽ có người khai ngộ tại tiểu đạo thế gian, sẽ có người khai ngộ tại các tầng khác nhau, và sẽ có người khai ngộ tại chính quả viên mãn. Và sư phụ cũng nói chính quả viên mãn mới là tối cao. Vậy thì bây giờ chúng ta để qua các tầng thứ khác nhau, để qua tầng tiểu đạo thế gian đi, chúng ta nói làm sao, tu luyện thế nào để mình đạt được chính quả viên mãn. Thì theo như tôi, cũng như trong tôi đã được học trong sách Chuyển Pháp Luân, thì sư phụ nói đạt được quả vị sơ cấp A-la-hán là coi như là chính quả rồi, coi như có quả vị là chính quả rồi. Vậy thì muốn đạt được quả vị sơ cấp A-la-hán thì sư phụ có nói bất động tâm trước mọi hoàn cảnh, dù thiệt thòi cách mấy cũng vẫn vui vẻ, thoải mái. Đó là tiêu chuẩn để đạt tới quả vị sơ cấp A-la-hán, tức là có được chính quả. Còn thế nào để mình được viên mãn? Có chính quả rồi, liệu viên mãn chưa? Thì theo tôi thấy, nếu chúng ta có chính quả rồi, nhưng nếu chúng ta chưa làm tròn thể ước, đối với sư phụ của bao nhiêu kiếp trước của chúng ta, là chúng ta hứa với sư phụ xuống đây để cứu người, thì kỳ này chúng ta có làm đủ hay chưa? Như vậy thì muốn được, đã có chính quả rồi, muốn được viên mãn, chúng ta cần phải làm tròn thể ước với sư phụ, tức là chúng ta cần phải tích cực cứu người, tích cực cứu người. Bây giờ làm thế nào để mình biết mình cứu người bao nhiêu cho đủ, mình thể ước thế nào, chúng ta không biết được. Nhưng theo tôi như vậy, chúng ta hằng ngày, mỗi ngày chúng ta tích cực làm công việc cứu người, trong tâm ta vẫn luôn 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 cảm thấy rằng mình làm chưa đủ, luôn luôn cảm thấy rằng mình cần phải tích cực hơn nữa, mỗi ngày phải tích cực hơn nữa. Chúng ta cảm thấy mình vẫn còn thiếu sót về vấn đề cứu người. Đó là có cái tâm như vậy thì theo tôi thấy sư phụ sẽ chứng cho chúng ta. Còn nếu chúng ta mới làm được một hai việc cứu người mà ta tự mãn cho rằng mình đã làm nhiều, mình đã làm tốt việc cứu người rồi, thì theo tôi thấy đó là không đúng. Chúng ta phải luôn luôn cảm thấy thiếu sót, luôn luôn cảm thấy mình làm chưa đủ công việc cứu người. Nói tóm lại là đệ tử đại pháp, chúng ta như sư phụ nói, tu luyện cá nhân là gốc rễ, cứu người là trách nhiệm. Nếu chúng ta tu luyện cá nhân được tốt, đạt để bất động tâm trước mọi hoàn cảnh, và chúng ta tích cực cứu người, lúc nào cũng cảm thấy mình thiếu sót trong công việc cứu người, là bao nhiêu cứu người cũng chưa đủ, thì đó là đến ngày cuối cùng, theo tôi nghĩ chúng ta sẽ đạt được chính quả viên mãn. Thì bây giờ vấn đề cứu người thì như tôi nói rồi, tâm lúc nào cũng cảm thấy thiếu sót trong công việc cứu người, để mà tích cực hơn nữa. Còn làm sao để đắc chính quả, tức là muốn có chính quả, chúng ta đã nói là phải đạt tới tầng A-la-hán, tức là bất động tâm trước mọi hoàn cảnh. Bây giờ làm thế nào để đạt được điều đó đây? Thì theo ý của tôi, trước hết chúng ta vẫn phải làm tròn những điều gì mà sư phụ dạy, tức là chúng ta phải luyện công học pháp cho tốt, phát chánh niệm cho tốt, đúng thời, và tích cực làm công việc cứu người. Và riêng theo cá nhân tôi, ngoài giờ luyện công đọc pháp, ngoài giờ làm công việc cứu người, ngoài giờ phát chánh niệm, thì những giờ rảnh tôi thường xuyên niệm chân ngôn của sư phụ. Tôi không để đầu óc tôi xen vào những chuyện danh lợi tình, tôi thường xuyên niệm chân ngôn của sư phụ ban cho. Và tôi thấy nhờ cái niệm chân ngôn đó, tâm tôi được thanh tịnh, ý lực tôi được
gia cường, ý chí tôi mạnh mẽ thêm, và tôi dễ dàng xả bỏ được mọi thứ danh lợi tình của thế gian. Và ngoài cái việc niệm chân ngôn của sư phụ ban cho, tôi để cho thiên mục của chúng ta thường xuyên hoạt động. Tại chúng ta là đệ tử Đại Pháp thì ai ai cũng được sư phụ khai mở thiên mục ở tầng Huệ Nhãn Thông. Tôi thường xuyên để thiên mục tôi làm việc ở tầng Huệ Nhãn Thông thì tôi thấy rằng trí tuệ tôi được tăng thêm và việc giảng chân tướng của tôi tốt thêm. Là vì sư phụ có nói mà dùng trí huệ để mà giảng thanh chân tướng, và nhờ có trí huệ, nhờ thiên mục thường xuyên làm việc ở tầng Huệ Nhãn Thông, trí huệ tôi gia tăng, do đó tôi hiểu được mọi vấn đề danh lợi tình của thế gian là giả ảo, và từ đó tôi cũng dễ dàng buông bỏ. Đó là tôi nương nhờ vào oai lực của sư phụ ban cho cái Huệ Nhãn Thông cho mỗi người đệ tử. Ngoài ra chúng ta cũng biết rằng khi chúng ta vô tu luyện Đại Pháp thì công chúng ta mới vô là công rất cao, và chúng ta đã có công trụ, cột công trụ ở trên đỉnh đầu của mình. Vì thế những lúc rảnh, ngoài lúc niệm chân ngôn, ngoài lúc để thiên mục hoạt động, tôi thường xuyên để nguyên thần tôi ngồi trên công trụ mà đi lên. Khi nguyên thần của tôi ngồi trên công trụ mà đi lên thì tôi thấy tâm tôi nhẹ nhàng, thoải mái. Tôi lên tới tầng nào đó thì pháp ở tầng đó chuyển hóa cho tôi, khiến cho tâm tôi nhẹ hẳn. Và tiếp tục lên nữa, tầng cao hơn nữa thì pháp ở tầng cao hơn đó lại chuyển hóa tâm tôi. Như sư phụ có nói trong Hồng Ngâm là tu hành như đăng thê, phá mê tại cao xứ. Tức là tu hành giống như mình leo thang đó, lên bậc thang trên cao thì đã phá mê được tầng thang bên dưới, lên cao hơn lại phá hơn tầng bên dưới. Như vậy khi theo tôi, nhận thức của tôi, khi chúng ta để nguyên thần ngồi trên công trụ mà đi lên thì chúng ta lên cao tầng nào thì tầng pháp ở đó sẽ hóa giải những cái ô trược ở tầng bên dưới, và cứ thế chúng ta sẽ tiến lên đến vô cùng vô tận. Nếu chúng ta có tâm muốn tiến vô cùng vô tận thì pháp sẽ đưa chúng ta tiến đến vô cùng vô tận. Nói tóm lại là theo tôi, ngoài giờ luyện công học pháp, ngoài giờ phát chánh niệm, ngoài giờ cứu độ người thì chúng ta nên niệm chân ngôn, nên để thiên mục làm việc, và nên ngồi trên công trụ của mình mà đi lên. Như vậy thì chúng ta dễ dàng đạt được tiêu chuẩn để mà cuối cùng ta có thể đắc chính quả viên mãn. Vâng, đó là những kinh nghiệm của tôi xin chia sẻ cùng các bạn.